Chào anh em nha. Nay trời mưa bão quá, anh em mình không có đi thăm rắn nha. Nên anh em mình đi dăn cá lồng tông. Đập cá lồng tông. À, chú Hai đang ở đó là dăn lưới rồi đập cá lồng tông cho nó chạy để dính lưới đó. Nay mình đi có chú Hai, anh Châu với lại Mãi nha các bạn. Quá mưa luôn rồi. Mưa luôn. Trời mưa hơi tối nha anh em. Quá wow, mà giờ chú Hai dở lưới rồi. Trời ơi, dính đầy lưới hả chú Hai? Ủa chú Hai này là dăng bao lâu rồi? Mới vô thằng Châu tới liền đó. À, vậy là nãy chú Hai. Ủa vậy không phải anh Châu qua chở chú Hai vô hả? Không. 5-10 phút rồi. Quá trời cá rồi anh em ơi. Phải nó cạn đã ấy kìa, dăng nhiều lắm. Không lỗ rồi còn giống như nó cạn gom hả chú Hai? Ừ, gom suốt gom lỗ dễ ấy. Nay mình vô dân lưới cá lồng tông này ở trong nhà chú Bảy nha các bạn. Đó chú Bảy là chú mặc áo thun vàng vàng đứng đó. Hạ luôn người dính mà trắng lưới luôn nè. Nhưng mà cái này là sao gỡ nổi chú Hai? Vũ là nó rớt hả? Vũ rồi đó hả? Vũ rồi chứ. Cái thật mà. Chú Hai nói tay lưới này dài khoảng 25 thước nha anh em. Bữa nay mình còn đăng bão nha anh em. Nay bão số 2. Giờ lên vũ cá nha anh em. Để coi tay lưới cả 25 thước này mình lên mình vũ coi được nhiêu, quay cho anh em xem nha. Căng bà thấy chưa? Ở này nè. Căng lên. Giờ làm một lưới nữa nha anh em. Quá tao lụng đập trắng ơi dưới nước luôn. Mày gụ lại mày cuốn lại cái giáp với ảo. Đưa cho sao mày răng được. Ông không thả. Anh Châu thì chuyên lo bên mảng hậu cần nha anh em. Bằng nấu nướng. Rồi mà mấy anh em vô bắt cá trên bờ thấy chưa? Đó, này là lượm nè, lượm cũng đúng mà bắt cũng đúng nha anh em. Mưa cá lụm lòng tông bay trên bờ, nó bay bờ ráo rồi. Này mọt xuống lụm rồi. Cười cái ca mãi. Rồi, cười lên cho đẹp trai em. Alo, đừng đại lên. Trời ơi, lụm mới có dãn gấu thằng đang có nữa ta. Không ăn.
Không rửa gì chứ ăn đâu. Này chắc gì rửa lại quá. Rửa lại chứ sao mà. Mày lát rửa lại chứ không lẽ mà để vậy. Cái gì kho luôn. Quá trời rồi. Để gì kho. Mình chú Hai đang giăng lưới thêm một lưới nữa nha anh em. Tại em để qua wow, đã luôn nha. Rồi cuốn lưới luôn mày ơi. Kêu bà gái chạy lên luôn đi. Kêu lái lại luôn đi. Quá sức rồi. Anh nhiều hơn nãy. Quá sức rồi. Không có cơ gì không mà rớt xuống rồi. Bữa nay trời không được nắng nên quay cũng hơi không đẹp lắm nha anh em. Quá trời luôn rồi. Trời ơi. Rồi, chiếc lợi phẩm này hơn cái nãy rồi đó. Hơn nữa, cá mặn hơn nữa. Linh đó. Quá, wow, mãi đi muốn không nổi luôn nha anh em. Nổi luôn. Anh em là có nhu cầu xếp giá nhà đâu. Đó, quá trời luôn nè. Thử luôn, đầy nhóc luôn. Kệ nó, để đi nhóc nữa. Rất hà luôn. Wow. Cái đầu lưới rồi. Đây có bùi hơn trời. Đang rớt xuống á. Vũ đi. Vũ đi mày. Ờ. Tay lưới giật giật mạnh luôn ngay chỗ đó mày. Mười cá luôn. Mười cá anh em ơi. À, mày mưa rồi. Mày hái xả sao? Wow, trời. Nè quắm em hai. Nó rụng như mưa luôn. Mày vũ đi. Cuốn vô luôn. Nhiều lắm nha anh em. Cái này chắc nhiều cũng hơn nãy gấp đôi luôn á. Đi thẳng đi.
ký chưa đâu hết anh cho. 2 ký à. Rồi chào anh em luôn. Đấy, lòng rồi thôi anh em mình làm 2 lưới thôi rồi, rồi giờ mấy chú cháu mình về. Về bằng rắn hổ hành rồi cả ký luôn. Tắm luôn không mày? Thôi. Tắm đi cho má. Tắm đi quay vậy. Chút đi, chút đi đầu lên. Chút gì tôm. À, mãi nói thôi chút nữa về nhà tắm luôn nha anh em, chứ tắm đây là tốn xà bông hồi nó mất công về tốn nước nữa. Chú Bảy à, tốn cá nè, rồi tốn có rổ nè. Có thao nè. Quá mát mấy anh em ơi. Rồi vậy mình mấy anh em mình về rồi, phải không? Rồi kéo quần lên hả, về. Rồi thôi về chào mấy anh em. Về mà ráng hổ hành. Giờ anh em mình về, coi có làm mồi xương xương gì đó quay cho anh em xem tiếp nha. Dân cá mà ráng hổ hành, còn dân rắn mà luôn. Cái là anh em mình thổi đi luôn nha. Đây là đường bờ ruộng đúng nghĩa nha anh em, đường đất luôn, đường thôn quê, được máy từ từ máy ơi, được, không được. Được khúc nào anh xuống được. Rồi anh em mình cũng mới về tới nhà luôn nha. Rồi bình thường quay dàn mướp, nay dàn mướp sơ sát luôn rồi, không còn trái gì quay luôn. Nó mới ra bông nha anh em. Wow, anh em mình vô đây mình ăn riết mà mướp nó không ra trái luôn. Rồi mang vô đi học luôn nè. Rồi đâu con mang vô đây. Mang vô. Mang vô coi. Nè. Để cho làm cho. Mang vô nè. Biết mang không? Mang vô đây. Mang vô. Ôi tự mang mới được. Đó. Ừ. Con này gì mày? Cá luôn rắn. Ô đâu được con lươn đã vậy? Chích. À hai con. Tối qua mãi đi bắt mà tối qua nha. Đừng có gì bay quay mấy cái đồng luôn ơi. Để mấy đồng cái kìa. Quá. Ở đồng treo cái kìa lấy xuống coi mãi. Giờ kia thì thiếu mồi nhậu, giờ đi kiếm mồi nữa. Vậy mấy ớt này mới nữa hả? Mới bắt nữa hả? Rồi mãi cũng đi tối qua mới bắt được mấy ớt nữa nha anh em. Hồi mưa nha, đừng nói hồi ăn xong cái bậy thăm rắn nữa. Không sao chạy, từ đó sao chạy. Đó có chừng con này nó theo nó ăn nha. Có. Không có lắp lại rồi. Chứ rưỡi. Hồi thật là 6 luôn. Cá mừng ra rồi còn được 1 ký, gần 1 ký 6 à. Không mà trừ rổ ra chắc còn 1 ký rưỡi.
4 con nha các bạn. Rồi chuẩn bị nấu cháo. Này mình có gạo chưa? Mình có gạo chưa? Có, nằm dưới á. Cái này hành của nhà chú Hai trồng luôn nha các bạn. Để còn miếng lại cho nó béo. Đó, nhìn hành là biết ở nhà trồng rồi nè, chứ ở ngoài chợ bán đâu có gốc tròn bự như vậy. Bình thường này là làm củ kiệu luôn á chú Hai. Okay. Nè, nằm sát bên nè, có mấy. Rồi, cái này nè, cũng vàng luôn rồi nè. Sang cái này qua luôn cho ha. Có người ta không được hành lá nè. Trời cho múc ra cho cái đỏ chỗ đây nè. Cho múc ra làm chi ăn dễ. Rồi con rắn hữu hành nè mấy anh em. Giờ mới đem cá về giờ xào rắn lên là nhậu quá. Tóc hành luôn. Rồi. Có trứng luôn nha mấy 500 anh em. Nè anh em, nè trứng nè. Bao nhiêu hả? Ừ. Nãy giờ em tưởng đâu cái củ khoai tây. Trứng. Trứng. Trời ơi, trứng bự dữ vậy. Ừ, có hành luôn. Anh Châu là anh thợ nấu của nhóm mình nha. Anh thợ nấu quyền thoại đó. Okay. Sao nêm cái nữa coi ngon trên trên. Ok rồi. Ngon rồi phải không? Ừ. Rồi xong rồi nó. Mời mấy anh em vô đi. Rồi. Rồi. Chủ đế nha mấy anh em. Ừ. Cúng mấy anh đi. Vô đây luôn. Nấu gì? Con đổ múc cháo rồi. Ừ. Rồi được rồi. Rồi. Rồi vô mấy anh em mình vô ngồi luôn đi. Ừ. Xài luôn hả? Lá xài, lá cóc luôn, cặp lá đồng tâm luôn. Quá à, anh em mình chơi ừ. Là nguyên nhánh xài luôn đi. Ừ. Mãi giọng đi. Mãi đâu? Mãi dưới. Rồi mãi làm vậy mãi. Cá sớt còn cái nữa quá. Cháy gì dưới mà. Không được đâu. Cái xe uống rượu cũng phạt chứ. Không được. Có hơi là mà. Rồi đi, ngồi sát vô, tính đó. Rồi vô đó mày.
chứ sao chứ để mắc mưa sao ra ra báo mà. Không mà tính ra cũng hay á, mình vừa về tới nhà là mưa lớn luôn á. Mãi nó sống để quẹt tiếng đồ nó kêu chạy về. Qua. À rau má ăn ngon. Chén cháo vô muốn cháo mà. Đó. Xẹt đi. Bớt lửa lại. Rồi. Rồi vô nè anh em ơi. Vô đây. Rồi vô anh trong, vô. Gỡ kia lên để xì gà. Sao đã không gấp miếng cá luôn. Quá trời, đưa cái đầu liền chứ đâu để được. Ừ, có cái đầu. Cái đầu liền. Ngày ngủ ngắm liền. Ừ. Đây, đưa đầu qua đây. Ủa nãy như mình còn thiếu bánh tráng. Đây, bánh tráng ăn với cá này nè. Có bánh tráng chưa? Chưa. Thôi. Khỏi. Khỏi luôn hả? Ra anh không chén anh đâu, múc. Đó. Đây, rảnh. Múc rảnh nè. Ủa để hồi anh múc chứ gì đâu. Rau má vô chứ. Ừ, rau má vừa luôn nha các bạn. Đó, còn rễ rồi luôn, ăn mới ngon. Mà tính ra sạch trơn luôn nè, chú hai này rửa kỹ ghê. Cái rễ mà sạch luôn, không còn miếng đất nữa. Cá này không ăn Út, nè. Đó, ăn đi. Anh Út thấy cháo anh Châu nấu ngon không Út? Ngon. Uống với anh Châu một ly nữa giùm em coi. Đúng rồi hả? Ơi, thưởng anh Châu chứ. Vô nữa rồi. Trên đào phát triển quốc đó nữa anh. Thôi vậy tính rồi sát bên uống với anh Châu luôn đi. Thử ảnh cái. Vô, anh em mới dứt nửa cái nữa. Thợ nấu mà. Quá. À, tự nhiên mình là lúc nào anh Châu cũng là thợ nấu nha các bạn. Em ruột đời thứ 18 của danh canh cúc á. Trong ra táp vậy Hồng à. Quay lên cái húp cái. Đứng. Làm đi em. Con cá này là bự nhất đó phải không? Bự nhất này là em, này là em Hugo đó. 600 gram nha các bạn. Ngon. Ngon quá. Này chín màu rồi. No. Ngon. Ngon màu. Cái màu. Bởi tính ra nãy giờ anh Châu rủ mấy anh em mà không không tới ăn được là uổng luôn đó. Trốn rồi. Trời. Rủ mùa rủ toàn là dân Tây Nguyên không à. Rủ quá trời rủ mà không ai đi, anh có mình là múc vô. Ăn mãi. Nhờ khang đâu mất tiêu trơn rồi. Gấp cỡ rồi. Nãy thấy chạy lù rạc. Cái dây trên đất á. Cái đó. Nó có. Cười. Nó nằm cái mình ở dưới đất dưới nước mà nước có sắp thấp nhà. Nó chim cá mà. Nó lấy giá sắn giữa mình. Sắn giữa mình nó đứt đứt nhưng mà nó gãy sống rồi nó sình và nó nhắn. Bợ mày. Còn nữa chứ. Không có mà năm đầu chứ. À lâu rồi chứ em tưởng nó kể mới đây chứ. Năm đầu vậy chứ nhiều lắm. Nó lấy cái giá nó sắn ngay giữa lưng đâu có làm gì được. Rồi vậy. Nó nhặn xuống hoài luôn, nó đè xuống hoài luôn rồi. Coi cây đặt ngay giữa sống cây rồi. Nhưng mà rắn nó rắn gì nó? Rắn thừa. À đúng thừa luôn. Nó lòng thừa lớn dữ lắm. Lớn, rắn thừa bự lắm. Có ký. Có con nào mà cỡ 5 kg không ta? Có chứ không có. Cái đó chưa thấy ha. Cái đó này đúng rồi. Ủa tại vì cái lưới con mày đâu có dính được tới rắn cỡ đó. Ở 3 kg trở lại. Có 3 kg trở lại. Rồi cùng kèo lấy lưới có ai lưới mày hay lưới ai mà lấy dăng cô chim nè. Hả? Lưới ai mà lấy dăng vườn mai tao dăng chim nè. À biết. Đó lưới đâu phải lưới. Lưới đó lưới gì? Lưới lưới ấy mà, đâu phải lưới rắn. Chứ lưới rắn thì sao? Lưới rắn màu đen thui vậy. Lưới rắn nó dài bao nhiêu đây hả? Mến à. Cái lưới trắng mà sao lưới trắng? Ở đâu cũng đem về trắng có loại lưới hay. À bữa hôm mình đi thăm thấy lưới trắng trên rừng đó. Đó là mua về làm. Lưới ấy đồ tùm. Nó mua về làm. Lưới chim văng từ ở trên đó cái đọt ra. Vô à. Làm lưới trắng. Vô. Vô. Nó ẩm nó văng đủ mát chim ba châu. Làm thử cục coi ngon không? Đi. Mở đi. Dập dính quá trời. Mở rồi. Đó lưới bén nè. Để luôn mắm kìa. Nó cái lỗ cái lịch à. Béo. Béo. Được rồi mặn lắm rồi. Nguyên cục luôn á chứ cắt từ từ nó nghe. Nhỏ chiếu à. Không tính ra anh làm cục đó anh thêm được nửa ký nữa rồi đó anh Châu. Vô. Không đúng rồi. Rồi tặng từng mới uống hoài chứ. Wow, không lẽ mốt em mở cục thi cho ăn thịt mỡ chứ. Quá. Mỡ rắn mà. Mốt cho cục thi ăn thịt mỡ. Béo đưng nữa tới béo. Mấy quả heo là béo. Hơn quả heo á. Đúng không? Không ngộ không? Mỡ rắn béo lắm. Ừ, cục này cục bự bự không vậy hả? Vậy ăn cho đã thôi. Chú hai làm chú hai. Để ra đây đi. Anh Út làm anh Út. Không. Rắn không ăn. Không ăn. Giống còn quá trời đó không biết ăn con rắn lại. Chú hai thử miếng coi ngon chú hai. Làm đi. Chú làm đi. Mẹ là mẹ nó sao nó muốn giận rồi không này nó bé quá. Ngay à. Ngọ. Dễ ăn lắm. Chắc phải dùng tay chú hai. Dùng tay cho chắc ăn. Kìa đó tôi chạy mấy cài. Rồi vô. Rượu mà nhậu thôi, nhậu mồi mà. Thôi đi. Nhậu mà tiếc rắn hổ bỏ vô rượu á. Dặn ối chết luôn. Rắn này dài không chú? Rắn này dài dữ. Ăn nhà không quýt nha.
ơi, 1 kg luôn mà. Chú hay răng thiệt không hay răng giả? Thiệt. Sao ướp vậy? Chứ răng giả hồi sức lưỡng hàm luôn á. Ướp vậy vậy không? Còn dai anh Châu ơi, anh Châu còn dai. Cái tướng này nè, răng này nó dai vậy đó. Dai vậy đó. Ổ hành nó dai lắm. Nè, lụm nè, hả? Ủa cái đó gì? Da. Không lột da đó. Lột nó nhỏ ra. Lột ra, lột ra nữa nha. Hấp. Có lộn không? Nhớ đâu có còn trong bụng mà lộn. Đó nè, ăn nó nè. Bột không à. Ê, cho hộp bách luôn. Đừng có nuốt. Nhả ra. Đừng có nuốt. Ủa, lộn ra lưỡi. Lộn ra lưỡi. Lộn ra lưỡi liền cho đó. Lụm cái trứng rồi lộn ra lưỡi. Nè lưỡi đang anh Châu đỏ không? Đỏ. Bột không luôn, sật sật đã lắm. Đỏ lắm bộ. Thì hôm trước anh có ăn rồi giống như khoai lang cái gì. Bốn. Đây còn khoai lang nó không ngựa đó nha. Cái trứng không ngựa ăn nó đã lắm nữa. Trời đưa trứng đưa nửa cái vô chứ. Trời ơi dứt cái trứng cái đồ. Ừ tối nay rắn này mà. Vô anh Châu ơi. Thôi ăn cái trứng. Thôi mình cũng bye bye anh em nha. Giờ này để cho anh em ngồi chơi chút xíu nữa rồi mình nghỉ tại clip cũng dài rồi. Rồi hẹn gặp lại anh em clip khác nha. Rồi.